Sau đây chúng tôi xin phỏng vấn đội trưởng đội FC Tiên Nữ Nam TM. Xin mời anh nói to lên ạ. Tại camera của tôi vâng, thay mặt cho đội FC Tiên Nữ và cả hai đội U11 và U12 chào mừng tất cả mọi người đến với Unreal Trip 3.0. Sau hai đợt Unreal Trip 1.0 và 2.0, giờ đây chúng tôi đã học hỏi rất nhiều điều. Vì vậy Unreal Trip 3.0 hứa hẹn sẽ mang đến rất nhiều gió bão và sự sát phạt. Điển hình là chúng tôi sẽ có giải giữa U11, U12 và đội FC Tiếp Tân của khách sạn Thế Giới Xanh. Và đội thắng, phần thưởng của đội thắng sẽ là tiền phong. Còn phần thưởng của cầu thủ xuất sắc nhất giải sẽ là một đêm với các thành viên nữ trong đoàn, hoặc với Chan TP sẽ là một đêm với hai thành viên nam tùy chọn trong đoàn. Xin phóng viên triệu kính về Chan TP ạ. Bạn cho mình hỏi là hiện tại bạn là một ứng cử viên rất sáng giá cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất của giải. Thì nếu mà bạn được giải thì bạn sẽ chọn hai thành viên nam nào? Mình nghĩ là UM không có thành viên nào đáp ứng nhu cầu của mình. Ủa đùa. Như các bạn có thể thấy, khát vọng của chàng là rất lớn. Quay đi. Và giải đấu thứ hai. Bất lực chỉ kiến. Được. Giải đấu thứ hai của chúng ta sẽ là giải đấu với mic, karaoke, Unreal Idol. Và đua phần thưởng gì nhá? Tiền thưởng á? Phần thưởng là tiền xe thôi và tiền kem. Tiền kem của đâu đấy? Chúc mọi người vui vẻ. Và chúng tôi xin được phỏng vấn anh Tùng Sơn. Anh có suy nghĩ gì về Unreal Trip bản 3.0 anh? Hôm nay thì mặc dù là số lượng ít nhưng mà tôi thấy là to lên em. Tôi thấy là chất lượng. Tôi chủ trương là cô tinh hơn cô đông. Cho nên là có thể chuyển sang anh Đức để có thể thêm bài lớn. Vâng, đây là nhân vật mới xuất hiện trong Unreal Trip phiên bản 3.0 năm nay, anh Đức Mại Dâm. Với biệt danh Mại Dâm lan tận đến thị trấn trong xương Tam Đảo, anh có ý định gì với các thôn nữ làng bản đêm nay hả anh? Chia sẻ với các bạn, đây là tay chơi số 1 bản cá to. Anh tên là anh có ước vọng gì trong đêm nay khi mà Emily không cùng phòng với anh? Anh hy vọng là một mình phòng để anh có thể tận dụng hết những viên Migala anh mang đi. Thế thì hôm nay anh đến với Tam Đảo thị trấn ăn xương thì anh có cảm nhận gì anh có cảm nhận gì khi đến với vùng đất này đây? Thì nói chung là bao cao su đầy phòng, em thấy cũng thư thái. Nói chung là em thấy trình độ dân trí các bạn trẻ Tam Đảo là cũng tương đối cao. Tưởng không? Xin được phỏng vấn anh Đức Mại Dâm, anh đã làm gì với cái bao cao su vậy ạ? Mà sao bụng anh lại hở ra này? Bạn giỏ rất khả nghi. Thôi anh tránh đi vậy. Thôi câu hỏi mới. Anh với vai trò là tân binh mới của không cần phải xoay thế này. Với vai trò là tân binh của UM thì anh có cảm nghĩ gì khi được đóng vai trò là chủ tịch ban tiêm trích của Unreal Trip ngày hôm nay? Anh thấy từ quá xấu hổ. Trưởng ban tiêm trích. Thế anh dự định là năm nay hôm nay sẽ trích mấy nhát? Hai. Chúng tôi xin giới thiệu tân binh của UM, anh Đức Mờ Giờ. Một cái ở máy. Máy. Đâu rồi? Anh đâu rồi? Đây rồi. Tê Tuấn Anh. Sơn ơi! Sơn ơi! Chúng tôi xin giới thiệu tân binh của anh Đức của UM, anh Đức Mờ Giờ. Như bạn đấy, anh có thể khả năng chọc khe ra hai thùng rác rất tốt.
Bê một sợi một màn vắt bóng qua đường. Đó. Anh đang lang thang đi tìm bóng. Anh di chuyển như trên sân. Và bây giờ anh lại còn hay tán gái. Nhất là em đang rửa bát. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đang có mặt trên Tam Đảo, thị trấn Trong Sương. Và trước mặt là hai đại ca của giới mafia. Đó là Tùng Đức Mại Dâm và Tùng Sơn Ngực. Mặt đấy. Và đây là nạn nhân mới nhất của họ. Đức Mại Dâm và Tùng Văn Dâm. Bé anh tên N năm nay 11 tuổi. Mới tốt nghiệp trung học cấp 1. Và bé bé đứng lên. Đừng sợ bé. Nó anh em. Nói chung là cũng bình thường. Nó thích phạm thượng thì nó phải chết thôi. Các bạn thấy bộ mặt khả ố của QQL. Xin anh cho Cảm nghĩ về cái là làng bản Tam Đảo. Anh nhìn xem. Ủa, chất lượng đừng hỏi. Ôi, cũng nào là không phải. Em ơi. Bà em kia đang bản. Ô, gái cái dân tộc có hiểu tiếng Hàn nhỉ? Chưa. Anh nè siêu. Vâng, thưa các bạn, chúng ta đang có mặt tại một trong những phòng của Unreal Trip năm nay. Và trên mặt các bạn là một ổ tệ nạn. Gì ổ tệ nạn? Phế quá. Nạn nhân là... Là cái gì kia nổi kia đâu? Xin thiệu, đây là anh Đức quay trở lại trong chặng đường tìm lại đôi giày của mình. Anh Đức lên thì cái này nó không liên tục được. Anh Đức anh có hiện tại thì cầu thang máy có hai cầu thang máy và cầu thang máy này đang ở trên. Cái này cũng được mở ra rồi. Bé nhá, đi. Không có đấy. Xin các bạn đến với bộ phim Quà của Tùng Phiêu Lưu Ký. Tao giết mày đi ạ. Thank you.